Tân Thủy Hoàng xây Vạn Lý Trường Thành. Ngày qua tháng lại, Từ Phúc đi quá lâu, cả năm trời mà không nghe tin tức gì. Dĩ nhiên đám Từ Phúc như chim trời cá nước, biên biệt trời mây, tìm đâu cho ra, đoàn người đi tìm thuốc trường sinh không về. Tân Thủy Hoàng bắt Lưu Sinh đi tìm cho được Từ Phúc, nếu không tìm ra thì phải tìm cho được chân nhân. Hỡi ơi, nếu chân nhân có thực thì đời nào đến ông vua bạo ngược. Cũng may Lưu Sinh tìm được vị dị nhân. Trong một quyển bí quyết, trong đó có câu sấm, vong tần giả, hồ giã. Câu vong tần giả, hồ giã khiến Tần Thủy Hoàng lo sợ. Ông cứ tưởng hồ là dợ hồ ở phương Bắc, nên sai đại tướng Mông Điềm đem 30 vạn quân đi đánh Hung Nô, rồi sau đó bắt thêm 80 vạn dân đắp thành, những trường thành ở biên giới phía Bắc các nước Triệu Yên, chạy từ Miên huyện ở Cam Túc đến Liêu Đông. Lộ tuyến trường thành của Trung Quốc ngày nay dài 4.000 km, cao từ 15m đến 30m, rộng từ 12m đến 20m, không phải hoàn toàn khởi xây từ đời Tần. Thời Chiến Quốc, Triệu và Yên đã cho đắp một số. Sau có Tấn, Bắc Ngụy, Tùy Đường, Minh đều đắp thêm. Năm chữ vong Tần giả, hồ giã, Tần mất nước bởi hồ đã làm cho nhà Tần thay đổi một chính sách ghê gớm. Tần xuất gần triệu dân đi xây Vạn Lý Trường Thành trong 10 năm. Một trong những kỳ công và kỳ quan và bậc nhất của nhân loại. Nhà Tần có 3 việc xây cất quan trọng mà không một triều đại nào trong lịch sử nhân loại sánh bằng. Kể cả Ai Cập, Hy Lạp, La Mã. 70 vạn công nhân xây cung A Phòng, từ đông sang tây dài 2.600m, nam bắc rộng 350m, trong phạm vi 300 dặm, lại làm thêm cung điện ở Quan Trung là 300 sở, ở Quan Ngoại là 400 sở. 50 vạn dân xây Hoàng Lăng ở Ly Sơn, thuộc huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây ngày nay. Công trình ấy không biết bao nhiêu xương máu đã đổ. Nếu hậu thế có khen, thì trước đó tổ tiên cũng đã hết lời oán vọng. Người chết ở bên hào Vạn Lý Trường Thành cả chục vạn. Với năm chữ đó, khiến cho diện mạo chính trị của nhà Tần cũng thay đổi hết sức to lớn. Năm chữ vong Tần giả, hồ giã mà vua Tần hiểu là nước Tần mất do hồ đã khiến chiến tranh Tần, hồ kéo dài ngót 10 năm, xương trắng phơi đầy trên khắp thung lũng, bên dưới chiến hào vạn lý. Nhưng vong Tần giả, hồ giã đã khiến vua Tần phải hiểu nghĩa một cách lệch lạc như vậy là do Lý Tư cắt nghĩa. Lý Tư là kẻ khát máu, là một tay dùng chiến tranh để trục lợi. Thử hỏi hồ dân số bao nhiêu, văn minh hồ là những gì, thủ đô ở đâu? Tần bấy giờ là một đế quốc to lớn phía nam đến tận Nhật Nam thuộc Quảng Bình Hà Tĩnh ngày nay, phía bắc đến Mông Cổ, phía tây đến Tây Tạng. Dân số toàn lục địa Trung Hoa thời đó trên 50 triệu, can gì bị hồ với dân số chưa đầy 1 triệu tiêu diệt. Nếu có ai đặt ngược lại vấn đề tại sao Mông Cổ lại có cơ hội đè bẹp Trung Hoa, hai bối cảnh ấy khác nhau. Vì nhà Tống kể từ Huy Tôn trở đi, vua tới quan đều hèn nên bị thống thuộc vào Liêu Kim. Còn Mông Cổ lo thống nhất các bộ lạc, xong lần lượt thôn tính các nước Trung Á, Tây Á, Đông Âu, quay lại đánh Liêu Kim, rồi mới thôn tính nhà Tống. Chương trình ấy hết đời Thành Cát Tư Hãn vẫn chưa xong. Và Thành Cát Tư Hãn là một đại hãn hùng tài đại lược, từ Tần đến năm thế kỷ sau, hồ đã làm được những gì? Sách lược của Lý Tư đã làm hao tổn nhân mạng và của cải. Có Vạn Lý Trường Thành đó, tại sao đời Đông Tấn có nạn ngũ hồ loạn hoa? Tại sao đời Nam Tống có nạn quân Mông? Nếu quân lực của Hồ Hùng Cường thì chồng lên 10 Vạn Lý Trường Thành, người hồ vẫn vượt qua như thường. Sau này ta mới biết rằng năm chữ vong Tần giả, hồ giã có nghĩa rất rõ là kẻ làm mất nước Tần chính là hồ hợi. Thừa tướng Lý Tư có tài, nhưng ông cũng là người rất đa đoan quỷ quyệt, một tay trục lợi thứ thiệt. Đại sử gia Tư Mã Thiên nói, Tần Thủy Hoàng đến cùng Lương Sơn, đứng trên núi nhìn xuống thấy đoàn xe đi săn của thừa tướng đến ngàn cỗ, quân kỵ rất đông, vua rất không bằng lòng. Sau đó có kẻ thóc mách lại cho Lý Tư, Lý bèn bớt lại. Vua Tần ra lệnh cho giết những kẻ đó. Vong Tần giả, hồ giã, đó là câu sấm đã biết. Biết nhưng có tránh được không? Trước đây nhà thao lược Ngô Khởi nói, giữ nước cốt ở Đức chứ không dựa vào núi sông hiểm trở. Tần có ải Hàm Cốc, một người giữ muôn người khó qua, cớ sao lại mất nước? Cả triều đình nước Tần đều là những kẻ bạo ngược. Tần Thủy Hoàng, Hồ Hợi, Tần Nhị Thế, Lý Tư, Triệu Cao, Diêm Nhạc, Triệu Thường là những kẻ bạo ngược. Khi nhà Tần thống nhất thiên hạ 221 trước công nguyên, cho đến khi chấm dứt nhà Tần 206 trước công nguyên, vỏn vẹn có 15 năm so với nhà Chu 870 năm, thì đủ biết cái đức của nhà Tần không có. Đáng để tang cho giấc mộng của Tần Thủy Hoàng. Ông ta nói, ta là hoàng đế đầu tiên, con ta sẽ là nhị thế, cháu ta là tam thế, truyền mãi mãi vạn thế. Bạn xem video thấy hay thì nhấn like ủng hộ giúp mình nhé.